Hôm nay thực sự là rất là vui. Mọi người lên đây tụ tập chơi. Mọi người đang chơi trò ú tim mà. Đây là một cái trò chơi để mình gợi lại một chút ký ức về tuổi thơ. Một phút ai kịp chạy? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Thật sự là ở bố nét thân con lô mà vô. Chơi ú tim mà đây làm sao mà được. Chưa kịp chạy ra ra tìm rồi. Mày phốt ra thì mình là mày để lại hả? Một phút. Một phút thôi. Một phút ra thì mình là bây giờ nó chơi đỉnh bước phút hai. Có một phút nào. Chỉ có được cái mệt thôi, chạy quanh quanh được, chạy có đang khổ gì. Nẹp yên. À thế. Thiệt là bẩn. Là chúng mí nhân kế. Thiệt là một ký ức về tuổi thơ đang ùa về. Cách đây đến 20 năm rồi chơi lại trò này. Bao giờ mới có cơ hội lại một lần. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chờ tha, chờ tha. Cầm bò.